Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày tối thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali. Thì là ngày 16 tháng 11 ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày 17 tây tháng 11 rồi. Và hôm nay đó chúng ta lại tiếp tục chứng kiến là ngày hôm nay là một cây màu đỏ ở trong thị trường crypto như là các bạn thấy trên màn hình. Khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC đó bây giờ là ở mức là 59.365 thì ngọn nến của ngày hôm nay đó đây là cái ngọn nến ngày thì không có sâu như là ngọn nến của ngày hôm qua nhưng mà các bạn thấy được là tình hình là chúng ta vẫn tiếp tục là thấy cái giá của BTC cũng tiếp tục đi xuống ngày hôm nay và chúng ta nhìn chung thị trường đó thì các bạn sẽ thấy là hôm nay cũng toàn một màu đỏ như là chúng ta nhìn thấy màn hình ngoại trừ các bạn thấy một số đồng có màu xanh như là đồng AVEX, như là Avalanche chúng ta có Decentraland, The Mana và một số những đồng nhỏ khác nhưng mà phần lớn đó là một màu đỏ ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì chúng ta thấy được là BTC thì trong vòng 24 giờ qua đó các bạn thấy được là BTC đã xuống tổng cộng là 2,6% trong nhiều tuần qua đã xuống 12% và những đồng lớn đó thì xuống phần trăm tương tự như là các bạn thấy là Ethereum thì tiếp tục xuống 4,5% ngày hôm nay và trong vòng 7 ngày qua xuống 13,3% đồng BNB thì xuống 5,2% và cũng tương tự xuống khoảng chỉ là 10% trong 7 ngày qua và những đồng lớn khác thì cũng tương tự mà thôi thì các bạn có nên lo lắng hay là không chuyện gì đang xảy ra vậy thì trung sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin ngày hôm nay xoay quanh cái tình hình hiện bây giờ đối với giá cả tại vì hôm nay đó nếu như mà nào mà theo dõi tin tức sẽ thấy được là hôm nay chúng ta cũng không có nhiều cái tin tức lớn mà bây giờ rồi có một số những cái thông tin liên quan tới tại sao giá cả đi xuống thường sẽ chia sẻ tổng cộng đó là sẽ có ba cái thông tin lớn mà nhiều người nói là dẫn đến giá cả đi xuống nhưng mà thường thì cũng không có thuyết phục lắm về cái lý do được nêu ra bởi nhiều người ngày hôm nay nhưng mà thường lại có một cái suy nghĩ khác nhưng mà tại, tại sao chúng ta lại thấy giá cả đi xuống từ ngày hôm qua cho đến bây giờ tại vì hôm qua đó chúng ta cũng đã nói là lý do tại sao mà các bạn thấy là giá cả có cái sự đi xuống tại vì chúng ta thấy cái hiện tượng nó gọi là long squeeze có nghĩa là những cái lệnh long đó những lệnh đòn bẩy đánh lên cho những cái sàn bị thanh lý dẫn đến giá cả xuống và khi mà giá cả xuống dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý hơn dẫn đến giá cả đi xuống thêm chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong video ngày hôm qua rồi nhưng mà nhìn tình hình hôm nay đó thì các bạn thấy được là trong vòng 1 giờ qua thì tổng cộng là có 27 triệu đô la lệnh bị thanh lý trong vòng 4 giờ qua thì có 140 triệu lệnh bị thanh lý và trong vòng 12 giờ qua thì có 254 bốn uh, triệu lệnh bị thanh lý và một ngày qua thì có 623 triệu lệnh bị thanh lý thì con số này thật ra mà nói là nhìn thì giống như là nhiều lắm nhưng mà thật ra những ngày mà chúng ta thấy là thật sự là có nhiều lệnh bị thanh lý đó là trong vòng 24 giờ có thể là tăng lên tới hơn 1 tỷ đô la và con số khoảng chừng là 500 triệu, 600 triệu rồi có thể xảy ra trong vòng 4 giờ đổ lại mà thôi thì hôm nay không phải là một ngày mà có nhiều cái lệnh bị thanh lý khi mà mình so sánh với những ngày mà có nhiều lệnh như là ngày hôm qua và chúng ta nhìn bên dưới này đó thì các bạn thấy được là chúng ta chuyển qua để mình nhìn vào những cái lệnh thanh lý này tính theo giờ đi thì màu xanh không phải là tốt đi các bạn màu xanh nghĩa là uh, lệnh non bị thanh lý còn màu đỏ có nghĩa là cái uh, lệnh short bị thanh lý thì các bạn thấy được là những con số này đó, ngoài chứ là các bạn thấy là cách đây à, khoảng chừng là mười mấy tiếng thì có hai đợt cũng có cái số lượng lệnh thanh lý cũng là tương đối là cao, giống như là chúng ta thấy được là đây là cái thời điểm 5 giờ chiều thì có 202 triệu đô la lệnh bị thanh lý và đây là cái tài liệu à, hồi 2 giờ có tổng cộng là 195 triệu đô la lệnh bị thanh lý nhưng mà trong dòng các bạn thấy được là 10 tiếng hồ qua thì cũng không có gì gọi là đặc biệt khi mà chúng ta nói tới cái số lượng lệnh bị thanh lý thì nếu như mà ngày hôm nay không phải đầu ngày mà có nhiều lệnh loan và thanh lý như là ngày hôm qua đó thì tại sao mà chúng ta lại thấy giá cả tiếp tục có cái xu hướng đi xuống thì có một số điều đã được nói đến thì bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ cũng là một nhà tài trợ thường đã đề cập đến những cái thông tin cơ bản ngày hôm qua đó chính là cái game Zuki MOBA Và hôm nay đó thì nhà tài trợ muốn thường tiếp tục mang đến những cái yếu tố quan trọng cho cái pitch deck của dự án này Thứ nhất chúng ta sẽ nói về cái thông tin liên quan tới token có nghĩa là cái nền kinh tế token của dự án thì tổng nguồn cung nó sẽ có là 1 tỷ đồng Zuki ZUKI được phân bổ khoa học và gây ấn tượng cho những nhà đầu tư thì cái vesting của team dự án đó sẽ lóc tới 12 tháng mà chỉ cần lóc đó là 4% của các tháng tiếp theo. Đây là một cái điểm rất thú vị của cái bản thiết kế này. Điều đó cho thấy đó là cái đội phát triển nó sẽ tiếp tục cam kết và đi cùng dự án dài hạn. Và kế tiếp đó là vesting của những cái đối tác trong cái vòng mà họ bán seed sale hay là private sale đó thì cũng rất là thấp. Điều unlock đó theo cái số lượng nhỏ là trong vòng tổng cộng là 17 tháng. Điều này đương nhiên sẽ làm hạn chế cái áp lực bán đến từ nhà đầu tư mà họ đã đầu tư những cái dòng trước đó với cái lợi thế đầu tư tốt hơn. Thì nếu các bạn đã theo dõi cái mạng xã hội của Yuki Moba đây thì cũng có thấy được là họ có nhiều đối tác lớn ở Việt Nam cũng như là quốc tế. Điều này có thể giúp dự án có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế. Thì những đối tác lớn chúng ta đã nói tới ngày hôm qua như là Cabin Network, Consup, Axia 8, DoraHack, X21 và nhiều đối tác lớn mà các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Đây đều là những cái tổ chức đầu tư có tiếng và quen thuộc trong cái thế giới đầu tư crypto với những cái thương vụ trước đây cũng có rất nhiều cái sự thành công. Và nếu các bạn mà đã theo dõi video ngày hôm qua và tại cái game chơi thử thì cũng đã thấy được là cái bản là test các bạn thử nghiệm đã sẵn sàng với cái gameplay cũng khá là hấp dẫn Và đương nhiên còn rất nhiều những cái thông số khác ở trong cái pitch deck của họ mà rất đáng để các bạn có thể tìm hiểu và những cái thông tin này cũng thể hiện cái tính chuyên nghiệp trong việc xây dựng và phát triển dự án. Có thể đây cũng là một những cái lý do tại sao mà có nhiều cái quỹ đầu tư lớn lại cùng đồng hành với cái dự án này. Và đây là những cái thông tin mà nhà tài trợ ngày hôm nay muốn thuận mang đến cho các bạn Các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin thú vị liên quan tới dự án này bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Một trong những điều mà nhiều bạn hỏi thuận đó là hôm qua chúng ta thấy được là Tổng thống Joe Biden đã ký cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng đó chính là 1,2 nghìn tỷ thì có phải đây là cái lý do sao mà thị trường xuống giá hay là không thì nhưng mà nào mà không rành thì thường chia sẻ với các bạn thì có một số bạn cũng để lại cái comment trên những cái video đó hỏi thuận về điều này Thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều về điều này trước đây rồi Cái lý do tại sao đó mà cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng này đó 1,2 nghìn tỷ này lại ảnh hưởng đến thị trường crypto đó Đó chính là liên quan đến là cái gói này đó sẽ có cái sự chi tiêu thêm thuận nhớ là khoảng chừng là 550 tỷ đô la có nghĩa là chúng ta mỗi năm đều có cái gói cơ sở hạ tầng Đây là cái tiền mà cần thiết để mà xây dựng cầu cho xe chạy hay là à, dùng tiền đó để mà phát triển giống như là giáo dục vân vân thì cũng là một cái số tiền mà chính phủ cũng chi tiêu nhưng mà đợt này đó một với hai nghìn tỷ thì sẽ có thêm là khoảng chừng 550 triệu đô la chi tiêu thêm thì đương nhiên con số đó đến từ đâu thì một trong những điều đã được để vào trong cái dự luật lúc mà chưa được thông qua đó là chúng ta đã từng nói đến là bây giờ một số tiền thuế đó thường nhớ là mấy chục triệu gì đó sẽ được đến từ thị trường crypto thì làm cách nào để đến từ thị trường crypto thì nhiều bạn nói là có phải là tại vì bây giờ đó là mọi người phải đóng thuế cho nên thị trường mới đi xuống mọi người lo sợ về cái việc đóng thuế hay không thì không phải đâu các bạn hiện bây giờ đó và cách đây nhiều năm rồi là is như là cục thuế Hoa Kỳ đó họ đã lên tiếng nói là coi như crypto là một cái loại tài sản có nghĩa là các bạn mua bán mà có lời là các bạn cần phải đóng thuế cái phần lời đó như là các bạn mua bán bất động sản hay là mua bán vàng vân vân thì đây là nói chung mà thôi thì đã từ lâu người Hoa Kỳ giống như, như bản thân thuận là phải đóng thuế khi mà có lời cái điều được nói đến trong cơ sở hạ tầng này đó là không phải là đóng thuế mà nói là những người môi giới đó như thường này từng chia sẻ với các bạn là cái định nghĩa người môi giới là những người môi giới trong thị trường crypto này là phải có trách nhiệm khai báo tài liệu thuế không phải là đóng thuế mà khai báo tài liệu thuế cho những người nào mà sử dụng nền tảng của họ nghĩa là sao có nghĩa là nếu thường là sử dụng sàn Coinbase đi, thì sàn Coinbase có trách nhiệm là họ phải khai báo với lại IIS là thuận có giao dịch ở trên sàn Coinbase và cái giá mua giá bán là bao nhiêu để làm gì để cho họ có đánh thuế những người dân để cho những người đó không có trốn thuế nhưng mà điều này đó nói thì hợp lý và đương nhiên hợp lý nếu như các bạn là một cái sàn giao dịch Các bạn đã KYC người sử dụng rồi Nhưng mà nếu như các bạn là một người đó mà tham gia vào đào BTC hay là các bạn là người tham gia vào staking một đồng nào đó hay là các bạn là một người mà lập trình những dùng DeFi đi thì đối với định nghĩa này đó cũng áp dụng với những người đó nói là những người đó là coi như người môi giới có nghĩa là những người nào mà giúp đỡ và hỗ trợ xử lý những cái giao dịch crypto cho nên những người đó cũng có trách nhiệm phải là khai báo tài liệu thuế cho những người dùng cho is nhưng mà vấn đề như thường đã nêu ra trước đây đó đó chính là vấn đề là các bạn là người tham gia vào đào hay là các bạn là một người tham gia vào staking hay là làm DeFi thì các bạn đâu có biết người giao dịch là ai đâu. Cho nên có phải là điều này dẫn đến là nhiều sàn giao dịch hay là à, nhiều những cái sàn video trung hay là những người mà tham gia đào họ lo sợ cho nên họ bán crypto rời khỏi Hoa Kỳ hay không? Tại vì họ không muốn đi theo cái luật thuế này thì không phải đâu. Tại vì sao tôi nói như vậy? Tại vì thứ nhất đó là khi mà cái luật này được ký đó thì cái ngày mà có hiệu lực liên quan đến cái à, thay thuế mà nhà thượng mới chia sẻ với các bạn đó là năm 2024 như là còn 3 năm nữa và các bạn cũng nên thấy là trong 3 năm này đó thì thị trường crypto sẽ liên tục để mà tranh đấu để có thể thay đổi cái định nghĩa đó và thậm chí mới ngày hôm qua thôi thường đã chia sẻ với các bạn là cái thông tin liên quan tới nghị sĩ Wyden và nghị sĩ Loomis cũng đã đưa ra thêm một cái dự luật mới để mà thay đổi định nghĩa đó và ngay cả bộ tài chính của Hoa Kỳ cũng như là cục thuế cũng đã lên tiếng nói là cái định nghĩa người môi giới đó đó nếu như mà áp dụng với những cái thợ đào hay là những cái công ty mà họ làm lập trình thì không hợp lý lắm cho nên đây không phải là lý do tại sao mà nhiều người lo sợ đâu và đây cũng không phải là cái thông tin mới cái thông tin này như là thường lý chia sẻ của bạn nhiều người cũng đã đón trước rồi tại vì các bạn thấy là dự luật này đã được thông qua Thượng viện rồi tới Hạ viện đương nhiên tổng thống ký khả năng cực kỳ cao cho nên đây không phải là một điều bất ngờ mà nhiều người mới nhận ra được cho nên không có lý do gì thường nghĩ đây là lý do tại sao mà giá cả đi xuống hết và cái áp dụng nó là tới năm 2024 nữa có thể là chúng ta đã trải qua một cái mùa crypto thì chúng ta đã bắt đầu của mùa mới rồi tại năm 2024 à, đó chính là cái lúc mà chúng ta lại sẽ có cái hiện tượng Bitcoin hai bên nữa đó là điều đầu tiên mà nhiều người nói tới mà thường nghĩ là không phải là lý do tại sao mà giá cả đi xuống điều thứ nhì mà nhiều người nói tới đó đó chính là ngày hôm nay đó thì chúng ta lại nghe nói một cây lời phát biểu đến từ Twitter CFO có nghĩa là đây là giám đốc tài chính của công ty Twitter công ty Twitter các bạn cũng đã biết là đứng sau lưng là CEO có tên là Jack Dorsey và Jack Dorsey là một người cực kỳ ủng hộ Bitcoin và Jack Dorsey đã đứng sau lưng công ty Twitter là CEO và cũng là CEO của công ty Square thì chúng ta đã biết là Jack Dorsey rất là thích Bitcoin và thậm chí các bạn thấy được là công ty Square đó cũng là một công ty rất lớn ở Hoa Kỳ và công ty Square bây giờ cũng đang lưu trữ trong ngân sách đó là 8.027 BTC với cái giá trị bây giờ là khoảng 478 triệu đô la thì đương nhiên Jack Dorsey rất là yêu thích Bitcoin nhưng mà hôm nay đó thì trong một cuộc phỏng vấn đó thì giám đốc tài chính của Twitter lại nói là đối với lại giám đốc tài chính thì BTC Bây giờ đó giá cả quá dao động cho nên không phù hợp để cho một công ty lưu trong cái danh sách ngân sách của mình. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là thì bây giờ đó Twitter uh, CFO nói là Twitter sẽ phải thay đổi cái chính sách để mà lưu trữ tài sản của mình nếu như mà công ty Twitter muốn đại BTC để Bitcoin vào ngân sách công ty. Thì đây là một điều mà trái ngược với lại điều được nói đến bởi Jack Dorsey Thì điều này có phải là lý do tại sao mà nhiều người lo sợ và dẫn đến giá nó xuống không? Thì đương nhiên không phải, các bạn thấy được là cuối cùng Jack Dorsey vẫn là CEO của công ty Twitter Và sự thật là công ty Square vẫn đang lưu trữ crypto hiện tại cùng với nhiều công ty khác như là Tesla hay là Michael Strategy và thông tin này đó là một cái bài phỏng vấn mà thôi và thường nghĩ đó là nhiều người cũng à, nhìn vào lời phát biểu của Twitter CFO, Giống đó là chính của Twitter và cũng giống như là ghép vào những cái suy nghĩ khác nhưng mà cũng không hẳn đâu. Cái mà thường nhận ra được đó khi mà thường đọc những cái bài phỏng vấn này đó, thường chỉ thấy được là Twitter CFO chỉ đơn giản nói là bây giờ đó crypto quá dao động, nếu như mà muốn để vào ngân sách của một công ty như là Twitter thì không phù hợp nếu như muốn để vào ngân sách công ty đó thì công ty phải đưa ra một cái định hướng ngân sách mới thì mới có thể lưu trữ được thứ tồn. đó là cái nhận xét của thuận mà thôi cho nên điều này cũng không hẳn là vấn đề liên quan nên tại sao giá cả đi xuống nhưng mà đây là cái điều thứ nhì được nói tới nhiều người điều thứ ba thuận muốn chia sẻ với các bạn đó mà một số người cũng nói tới đó đó chính là chúng ta cũng nên nhớ là hồi hè của năm nay đó tháng 6 tháng 7 thì lúc đó chúng ta thấy là Trung Quốc đã ra cái quyết định là họ sẽ không ủng hộ những thợ đào ở Trung Quốc nữa và lúc đó đó nhiều thợ đào đã ao ạt ra khỏi trung quốc họ có thể là à, tắt máy đào dẫn đến là cái hệ thống đào của btc đó tốc độ đào đã giảm đi rất là nhiều thời điểm đó bây giờ đã trở lại như cũ rồi nhưng mà thời điểm đó các bạn có nhớ là tốc độ đào giảm xuống tại vì nhiều công ty đào rời khỏi trung quốc và lúc đó cũng có một cái đợt là xã btc tại vì nhiều công ty đào họ có thể là cần tiền để di chuyển cái hoạt động của mình ra khỏi trung quốc cũng như là nhiều công ty đào có thể là họ đóng cửa không làm nữa cho nên họ bán đi cái số lượng btc của mình nhưng mà sau đó, đó thì các bạn đã thấy được là Trung Quốc lại ra một cái thông điệp đó chính là bây giờ muốn cho người dân bỏ phiếu xem có ủng hộ đào BTC hay là không và thật ra như được, được chia sẻ với các bạn cái vấn đề đào BTC rời khỏi Trung Quốc đó là một điều tốt chứ không phải là xấu tại vì đã từ nhiều năm rồi cái suy nghĩ hay là cái sự lo sợ liên quan tới là đào bịt quá tập trung ở trung quốc đó đã khiến cho nhiều người lo sợ nhưng mà sau khi mà trung quốc ra quyết định là không hỗ trợ những người mà đào bitcoin trung quốc nữa dẫn đến là cái sự lo sợ đó đã biến mất coi như là một điều tốt cho cái thị trường này và bây giờ đó thì một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới cái thông tin là trung quốc nói là bây giờ vẫn còn một số những cái xưởng đào hoạt động ở trung quốc và họ sẽ không có hỗ trợ những cái việc làm này những việc làm này đó dựa theo chính phủ của Trung Quốc thì nói là làm ảnh hưởng đến môi trường à, sử dụng nhiều điện vân vân những cái mà chúng ta cũng đã biết rồi nhưng mà nhiều người nói là có thể là bây giờ những cái xưởng đào còn lại đó họ phải đóng xưởng đào của mình tại vì Trung Quốc đó là sẽ phạt nặng họ thì họ sẽ đóng xưởng đào của mình dẫn đến là bán BTC có thể dẫn đến là giá cả đi xuống của ngày hôm nay đó là ba điều mà được nói đến nhiều nhất ngày hôm nay mà thường cảm thấy là ba này cũng không có hoàn toàn hợp lý À, tại vì sao? Tại vì nếu như nói đó là những cái xưởng đào còn lại ở Trung Quốc Họ sẽ bán cái số lượng BTC của mình Nhưng mà khi mà thường nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Bitcoin Hashry lại không thấy cái sự thay đổi gì Hashry là tốc độ đào đó cũng không thấy có sự thay đổi gì Cho nên thường thì không nghĩ đây là lý do tại sao Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại thấy giá cả đi xuống ngày hôm nay Thường sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của thường với các bạn Nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy à, chia sẻ một góc nhìn đi Các bạn thấy được á, đây là À, một cái thông tin khác nữa nhưng mà trước khi mình chia sẻ cũng nhìn đó còn một điều nữa không quên chia sẻ với các bạn đó chính là điều thứ tư thì uh, điều thứ tư đó chính là một điều liên quan tới ngày hôm qua để chúng ta nghe nói cái uh, thông tin đó chính là bộ tư pháp của Hoa Kỳ đang bán tổng cộng là 56 triệu đô la crypto không phải là btc không mà là crypto đã thu giữ từ người quảng bá số 1 của một cái dự án lừa đảo trước đây có tên là Connect là một trong những dự án lừa đảo lớn nhất mà từng bị buộc tội hình sự lừa đảo hơn là 2 tỷ USD. Nhưng mà nào mà đã trải qua cái mùa của năm 2017 thì cũng đã biết là bị lúc đó là lớn cỡ nào và Cuối cùng thì cũng đã bị sập và bây giờ người quảng bá Bitconnect đã phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù. Thì nhiều bạn sẽ hỏi thận là làm sao mà chính phủ Hoa Kỳ lại có thể tịch thu được cái số lượng crypto này trong khi mà các bạn thấy là crypto là một cái hệ thống phi tập trung như là BTC thì làm sao mà tịch thu được đó là tại vì cái người bị bắt đó để giảm án thì họ sẽ tự động giao ra khoát cá nhân để cho được giảm án thì đó là lý tại sao mà các bạn thấy là lâu lâu chúng ta lại nghe nói tới là chính phủ này hay chính phủ kia có thể tịch thu được crypto nhưng mà các bạn thấy là 56 triệu con số này đó, đối với bạn và thuận nên thì cảm thấy là con số rất lớn nhưng mà các bạn thấy được là đây chỉ là một phần rất là nhỏ khi mà chúng ta nói tới tổng số vốn hóa thị trường mà thôi cho nên đây cũng không thể làm ảnh hưởng đến thị trường được tại sao thì tôi nghĩ là chúng ta thấy tiếp tục là có cái hiện tượng là những nhà đầu tư mà ngắn hạn đó họ đang lo sợ và bán và những nhà đầu tư dài hạn cũng có cái dấu hiệu là họ chốt lời một phần tại vì cái số lượng btc có lời gần đây cũng rất là cao cũng là hợp lý mà thôi